Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiền. Ở phần trước, đám người Trương Tiểu Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Hồ Yểu. Ba người bọn họ nhanh chóng quay về tiểu trì trấn. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho già trẻ, trai gái trong thôn đều vô cùng vui mừng như bắt được vàng. Thạch Đầu nghe thấy người dân hồ hào thì cũng vô cùng hãnh diện, cho rằng sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ rất vui. Đây cũng coi như làm vẻ vang cho sư môn. Trái ngược với niềm vui đó, Trương Tiểu Phàm và Bích Sao lại vô cùng ủ rũ, không muốn nói lời nào cả. Mấy lão già tiến lại hỏi thăm, rốt cuộc đã chu được Hồ Yểu hay chưa? Lão già khác cũng nhanh chóng tiếp lời, chuyện đó còn phải hỏi, chắc chắn là như vậy rồi. Thạch Đầu lập tức thông báo yêu nghiệt đã bị diệt trừ, các hương thân sau này có thể an ổn sinh sống rồi. Dân làng nghe vậy hò reo, như vậy là tiểu trì trấn này cuối cùng cũng không cần lo sợ vì Hồ Yểu nữa. Bình Sào tiến lên nhắc nhở mọi người sau này đừng tự tiện tới gần Hắc Thạch Động thì sẽ không có chuyện gì. Lúc trước là vì dị thú trong Hắc Thạch Động tác quái. Dị thú đều bị nhốt trong rừng, chỉ cần mọi người đừng đi chọc chúng. Đột nhiên, lão già xem bói lên tiếng, Trương Tiểu Phàm chủ động tiến lại thỉnh giáo vài vấn đề. Lão ta lập tức giơ tay đòi tiền công, đáng tiếc là trong túi cậu lại trống rỗng không có một xu. Lão ta thấy vậy liền tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Cũng may có đứa bé gái nói giúp, cô bé cho rằng đệ tử Thanh Vân Môn tương lai chắc chắn là có rất nhiều tiền. Bọn họ đây là đang đầu tư. Lão ta nghe thấy liền quay ngoắt thái độ và tỏ vẻ mình và Tiểu Phàm có duyên gặp nhau, nên hôm nay làm thiện tích đức, lần sau có tiền thì nhớ trả đó. Trương Tiểu Phàm liền cảm ơn, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thứ cậu muốn hỏi là yêu cũng có nhân tính sao? Lão ta lập tức trả lời, kết quả gần giống với những gì mà Lục Vĩ Ma Hồ đã nói. Thế nhân luôn nói rằng không phải tộc ta rất có dị tâm. Sinh ra làm yêu, đương nhiên là tội của bọn họ. Người cũng có loại đại gian đại ác, thì yêu tại sao lại không có hạng tình thầm nghĩa trọng? Cậu tiếp tục hỏi thầm, vậy chính ta đánh nhau là vì lý do gì? Lão vừa lên tiếng giải thích thì Bích Sao đã cắt ngang. Nàng cho rằng lời của lão già này không đáng tin, nên nhanh chóng kéo Trương Tiểu Phàm ra chỗ khác. Đến nửa đêm, Trương Tiểu Phàm vẫn luôn một mực suy nghĩ, Bích Sao cũng vậy, hai người ra ngoài thì lại gặp nhau. Nghe thấy nàng ta cũng muốn đi Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm liền ngạc nhiên. Nàng đừng nghĩ rằng nếu cả hai đều chết ở đâu đó trong Tích Huyết Động thì cũng rất tốt. Trương Tiểu Phàm nghe vậy liền tỏ thái độ, yêu cầu nàng ta đừng có đùa nữa. Dường như biết được tâm tư trong lòng Tiểu Phàm nên Bích Sao cũng thẳng thắn hỏi thầm, trong lòng cậu, chuyện phân chia chính tà thực sự quan trọng như vậy sao? Trương Tiểu Phàm không trực tiếp trả lời mà chỉ khuyên ngăn nàng. Lưu Ba Sơn có rất nhiều nhân sĩ chính phái, lỡ như thân phận của nàng bại lộ thì thực quá nguy hiểm. Nói rồi, cậu liền quay về phòng, tuy nhiên vừa mới quay người rời đi thì đã bị ám toán. Cũng may là có Bích Sao kịp thời phát hiện giải nguy, không ngờ người ra tay đánh lén lại là xì u của nàng. Bà ta cho rằng Trương Tiểu Phàm quan tâm thân phận chính tà như vậy, vậy thì hai người sẽ không có kết quả. Lời này giống như lưỡi dao cứa vào trong tim Bích Sao, hai người bọn họ nhanh chóng quay về. Đến sáng, Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu xuống thanh toán tiền phòng thì được tiểu nhị báo rằng nửa đêm hôm qua Bích Sao đã trả hết rồi. Nàng ta rời đi đột ngột như vậy làm cho Trương Tiểu Phàm cũng bất ngờ, vậy nhưng dù sao thì họ rời đi cũng tốt. Ngay sau đó, Thạch Đầu cũng muốn chia tay, vốn dĩ hắn muốn đi theo cậu đi tới Lưu Ba Sơn, vậy nhưng tối qua nhận được tin tức của sư phụ yêu cầu quay về Kim Cương Môn nên hắn đành phải rời đi, có duyên thì gặp lại. Trương Tiểu Phàm cũng nhanh chóng khởi hành, Đông Hải Lưu Ba Sơn nằm trong biển 7.000 dặm, cậu không ngờ nó lại xa tới như vậy, đã ngự kiếm phi hành đến bụng đói cồn cao và toát mồ hôi rồi mà vẫn chưa tới nơi. Nhìn thấy đàn hải ấu, Trương Tiểu Phàm liền vui mừng, như vậy là gần đây chắc sẽ có đảo. Quả đúng như vậy, tuy nhiên thay vì háo hức khi nhìn thấy hòn đảo để dừng chân, thì cậu lại bị bất ngờ vì vừa mới xông vào đã bị kẻ nào đó tấn công răn mặt. Thì ra trận chiến của hai phe chính đạo và ma đạo, tên dã cổng nhanh chóng nhận sai Trương Tiểu Phàm. Lần trước cậu ta còn thiếu bọn chúng một món nợ máu, nên sau khi gặp lại người quen, hắn ta liền lao lên. Niền lão đại cũng lập tức hô hào cho đàn em lao lên giết chết tên tiểu tử này. Dã cầu nhân liệt xông lên đánh tay đôi với Trương Tiểu Phàm. Đáng tiếc là gã ta còn chưa kịp thể hiện bản thân thì đã bị ăn ngay một gậy bay đi. Ngay sau đó là tên khác lao tới tấn công. Vì bị đánh hội đồng nên Trương Tiểu Phàm khá chật vật. May mắn là đúng lúc nguy hiểm thì các sư huynh trong Đại Trúc Phong xuất hiện giải cứu. Sự xuất hiện của mọi người làm cho cậu vô cùng vui mừng. Niền lão đại thấy vậy vẫn không hoảng sợ mà ngược lại còn hứng thú hơn. Mấy người này đến thật đúng lúc, nhân tiện giải quyết luôn một thể, một tên cũng không tha. Nói rồi, lão cũng xuất thủ, trận chiến nhanh chóng nổ ra. Điền Linh Nhi thì giao thủ với ả nữ nhân kia, còn Trương Tiểu Phàm thì đánh nhau với dã cẩu. Sau vài lần đọ vũ khí thì pháp bảo của dã cẩu cũng bị thiêu hoặc cồn đánh cho sứt mẻ. Tranh thủ đẩy lui được dã cẩu, Trương Tiểu Phàm liền chạy tới giúp Điền Linh Nhi. Điều này làm cho ả nữ nhân kia cũng phải mỉa mày, tin tiểu tử này lại có thêm một sư tỷ, đúng là thứ đa tình. Sau một hồi giao thủ thì hai bên cũng ngừng lại để nói chuyện. Niền lão đại tỏ vẻ không hài lòng, còn mấy tiểu bối cũng không đánh lại. Như vậy, luyện huyết đường bọn hắn làm sao mà lăn lộn nữa.
cho nên hai bên lại tiếp tục động thủ. Một tên trong số đó sử dụng công pháp tung hỏa mùi che khuất tầm nhìn, sau đó chơi bài đánh lén. Trương Tiểu Phàm liên tục bị ăn đòn. Nên lão đại nhân cơ hội đó định tiến đến kết liễu cậu. Xui xẻo là thiêu hỏa côn trên tay Tiểu Phàm lại phát huy tác dụng. Nó giúp cho nam chính trở nên mạnh mẽ, dễ dàng lấy một địch hai người. Dù vậy thì bọn họ vẫn không bỏ cuộc, nên lão đại và dã cầu định lao tới kết liễu Tiểu Phàm. Vậy nhưng lần nữa đụng phải xui xẻo, điểm bất dịch đã xuất hiện. Sự xuất hiện của ông làm cho đám người Niền lão đại e dè, cho nên đành phải chọn cách rút lui. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm quay về, thê tử Tô Nhu của lão rất vui mừng, mà người huynh đệ Lâm Kình Vũ cũng đỡ lo lắng. Mỗi tội cho Trương Tiểu Phàm vừa mới quay về liền nhận được tin tức động trời, đó là vị sư tỷ mà mình thích đã đính hôn cùng với người khác, còn tận mắt chứng kiến vẻ thân mật của bọn họ. Hai người bây giờ cũng công khai yêu đương rồi, cho nên chuyện đập chậu cấp hoa là không thể. Ngay sau những điều này, đầu óc Trương Tiểu Phàm liền choáng váng. Lại thêm mà tính của thiêu hỏa côn tác động nên tâm lý có chút bất ổn, toàn thân bộc phát lực lượng giống như đã nhập ma. Chưa biết chuyện gì tiếp theo đã xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé. Xin chào!